coi rồi con đi. Mở nắp lên. Mua đi con trả tiền. Không. Vô mua đi. Má mình quay gì vậy? Không. Hỏi ăn. Rồi cảm ơn chị. Khách yêu cầu nổi kèn chưa? Giả mặt mày vậy. Thằng quỷ. Số đi anh ơi, 5 vé phải không? Giả mặt mày giờ. 4 vé, 5 vé, 55. Không. Không xúc gì hết á. Nè. Chết rồi đây. Không sao đâu. Đổi được mà chịu chơi lắm. Không sao hết á, con buộc câu. Ê, cũng một đẩy xe lui kệ nó. Ê, cho miếng băng keo rồi. Lấy con cu ngoài để lên đi. Má mày kiếm bún dán vô. Môi còn giác rồi, bánh tráng trộn của nó đâu vậy. Chả mua hại tao không à. Gì? Má ngó mày nhớ cơ đồ dép lào. Trụ má mày đang mua dép cái nhảy vô giật dép. Anh nhiệt tiêu sớ không? Anh này có tiền nè, bồ câu. Bồ câu. Giá trên chúng đi đổi đời. Mua hết 4 tờ đi. 4 tờ đi, mua nhà 22.000 anh yêu. Anh yêu luôn. Rồi đây. Giả mặt mày sụm nụ hoài. Thiếu 40 nha. 75 không? Mới mua nãy luôn á. Phải không anh này à. Anh Việt Kiều ơi, số không? Mua không? Mới mua các bạn này, mới mua cũng thầy. Ở đâu? Tèo, cá viên chiên hết, vé số còn. Tèo. 2-3 vỗ. 258 lan với phường. Sáng ăn phở, chiều ăn cá viên chiên. Lan với phường phải cầm thường đưa cô Phương lên trường. Nha. Nha. Cá sống về nước, em sống về tình thương yêu thương mọi người. Tối mà không có cô Phương ăn em. Còn. Đó, bây giờ mới gình cái viên chiên sao nè, đó, gình ghê không? Này cũng gần hết luôn rồi. Kêu online lên, chơi trước bà liền. Kêu online đi, cận như đây à. Nói đi. Mẹ ơi, mẹ em. Kêu online lên. Bây giờ chắc múa lửa bán mới hết. Không. Múa lửa đi. Quang kêu online. Con chịu rồi. Không có kêu luôn. Không có kêu. Không có kêu. Đỉ mẹ lên cho. Mày gây nó hôm tao rồi mày vậy vậy. Vậy. Chữ này. Bóp mỏ à. Mày ra coi mày cũng chọc con sao chửi. Vậy. Bữa nay anh em mình nướng mà chức ăn luôn đi. Giờ là chức chuẩn bị đi đi về. Rồi ơi, ra công viên làm thêm chứ rồi. Giảm mặt mày. Đủ xã hội nè. Chúng hình như là chúng ba tờ của số này mình. Sáng cá viên chè quên, sáng có phở, chiều có cá chiên nha. Cá sống về nước, em sống về tình yêu thương mọi người. Trời ơi. Nha. Lan với Phượng phải cầm cường đưa con Phương lên cường. Nó theo trai hoài à. Nha, 10 ngày gặp nó nha mấy anh. Anh đẹp trai nhớ em không? Đi đâu đi hoài vậy? Ủa anh làm gì sợ? Con quay đừng quay anh. Chưa kêu mặt. Em anh chạy đua không? Chấp anh chạy trước á. Chạy đua không? Chấp mà chạy trước nữa cây chủ đi. Thôi ông chạy trước đi. Em là cô gái bà ba. Phu Phương dụ đi cục bi da. Hết tiền rồi em đi bán giấy gì số. Cắn răng chi về má. Để đó là liếm dĩa hái đào. Đây nè, qua đây. Tán kiên hết rồi, hai. Qua đây tôi mua số mà. Tôi mua. Mua hết nha. Không có mua hết. Mua nhiều. Mua 300 được. Được, là đâu?
đổi ba tạng xuống. Giờ đổi ba cờ mũ 400 đi má. Giờ đổi ba cờ đi luôn. Ơi, dùng con lẻ lắm. Nó chở phỏng bụng bó mày. Tải luôn, tải luôn. Má, bớt mày chết mẹ rồi. Anh, chữ không? Anh, chữ không? Chỗ ông anh Việt Kiều. Tôi chữ ông anh. Bà Việt Kiều, chữ không? Gì? Anh hiểu không? Không. Mui. Gì? Bán tôm không? Bán tôm là bán gì? 74. Mới mua xong cái gì? Mà có bán tôm không? Mua có, nè ăn tôm. Bây giờ chị thiếu nha. Bây giờ chị có bán thiếu không? Đi. Ở ngoài luôn rồi, lấy giúp. Lấy giúp kìa, lấy gì có bán thiếu không? Mui. Có bán bò của Đà Lốt không? Đó, đây nè, con bò. Bà gì ơi, con mẹ gì? Giãn mặt mè nha. Con mới mua đồng gì? Không. Đi, vô chơi. Không. Bán cho ảnh đi, chết. Không, ta không. Bây giờ lấy cái số nữa, không bỏ cái số nữa quá một tuần. Không. Anh chó. Mua số gì? Năm tờ con mực gửi lại. Đưa con lợi ra, mà bỏ cái số đưa. Anh tối gì giật bao nhiêu số giả chứ rồi. Tệ nha. Đó mọi người thì lắc nó có đó. 34 48 87 75 60 67 36. Đâu rồi? Này à. Ba tờ này trúng 100 đúng không? Mì ơi, thôi giờ nay có ba tờ này trúng 100 ngàn nè, đó mỗi tờ trúng 100 nè là 300 nè, thôi anh mua ủng hộ chức luôn nha, đổi chức nha. Ba tờ này luôn mua lại được 40 tờ. Đổi giờ chứ. Đúng rồi. Mẹ. 67. 87. Ném đi nha, nhét số vô nhiều quá. Thôi mà giờ 300 mua được nhiêu tờ? 30 tờ. 30 tờ hả? 300 là tờ, 9 tờ thưởng đó má, rút ra 2 tờ. Thì là 27 tờ đúng không? Gì, có cái vụ lẻ 101 là bao nhiêu? Cái gì? Đó. Đó, bà đưa đây cho tôi. Đúng rồi, cái đó là 101. 101 à. 27 tờ cho tôi lựa đi, thứ ba số, ba số đi. Đó là lựa đi. Đó nè, 3 tờ, cột lại. Lấy này ở đâu đây? Ở Trần Tôn mình á, chỗ nhỏ ngay cái chùa. Trần Tôn chỗ mày hay vô nhỏ ngay cái chùa. Không cũng rảnh quá. Rồi cho lấy thứ ba tờ nha. Cái nào cột vô ông nội thì vớ bài. Ê, tôi bốc rồi thiếu 100. Trăm. Ê, đúng chưa? Trời ơi, nay chồng tao mua cho tao, trời dầm mà. Mày lẽ mua con đĩ quá đúng á. Trời ơi. Đĩ với vũ. Làm, rồi. Thôi vũ nữa hả, vũ hoài, không có trúng mà vũ hoài. Tụ má mày bóp vũ hoài, giả bộ tối nay đi bụi nha Hoàng. Anh con bật ngôi số mấy rồi anh con bật? 36. 36 hả? 36 con gì chết? Rồi xác định xé đi ông. Ủa? Bữa nay tôi mua số này mà trúng là chắc nghỉ bán số nha. Rồi bữa nay con bật mua trúng 15 triệu. Rồi trúng 15 triệu rồi chết đổi nè. Dạ, tôi chết đổi nè. Lên công an phường á đổi. Dạ 34 nè, đúng rồi nè, 34. Ờ, thì lên công an phường đổi. 34 mà. Mày bỏ con số kia ra, số đó ở đâu? Mày lừa đảo tao, tao đu giờ này tao còn thấy nha. Vớt kìa, lụm đi. Còn dưới đây hết rồi, vớt. 21. 21 rồi còn 6 tờ nữa. 6 tờ mày lừa đi. Vớ, bắt đầu kêu online đi. Không có kêu online luôn. Còn dưới đây nè, kêu giùm em mày. Không có kêu, hôm nay không có kêu luôn. Giảm mặt mày à, mày biến mẹ mày đi đi nha. Đó, chửi nữa. Bén. Hôm nay không có kêu. Hôm nay không hôm nay tới lâm đi. Hôm nay không lâm không kêu luôn.
Rồi hôm nay đi. Không có kêu nữa. Nè, cán chiên nó hết rồi đó. Mày đi chưa? Không dạ mày bây giờ là đi chưa? Không ai kêu gì nữa đó. Nãy con kêu vô chức rồi. Mua nào? Không ai kêu gì trơn. Mua đó, nào? Đó. Con giả vô mặt mày à, mua tao nào? Mày nghe lời Quang hả? Đủ má mày chơi với Quang luôn nha. Chơi nó đi, lửa nó vũ mới đi chơi đẩy. Giống ba Hưng á. Cái gì chết cái gì cũng có con này. Nha, mày chơi giết giống ba Hưng á. Không sao không cọp. Rồi kêu đi, anh hỏi cần nó, kêu đi ba người. Tại nó, kêu. Mày nghe lời tao, nghe lời nó. Hả? Nghe lời ai? Kêu đi, 75 63 61 53 87. Kêu đi. Giả mặt mày nha. Nói chúng 101 à. Nha, chúng 101 á. Không ai kêu à. Ai cho kêu mà kêu. Tao cho được không? Má kêu đi. Bây giờ mình kêu công an phường đi. Kêu mẹ phường xuống mua. Chính là còn 1 triệu, 2 triệu nữa mới đủ. Chớ, triệu bà rưỡi. Bên công viên mà, về công viên bán tiếp chứ. Con chở chứ kêu qua anh bển về bán. Ở chút ra sở thủ bán nhiều lắm á. Bán cho khu hả? Sở thủ người ta cũng nhiều. Về bán. Mấy bày bị khôn. Nay con mực chịu chơi quá hả? À. Chắc mốc, mốc. Nó mất một túi á, ở đâu rồi. Ờ, nó không có mua gì, chức nói người ta. Đúng người ta mà coi được cái clip này, người ta buồn lắm á. Nó mất túi ở đâu, ở chành cho bít rồi tối rồi. Nó ngồi cho bắt tẻ mắt á. Tối nay tao mày đi, tao dắt mày ra cho đỉ. Mày canh tao qua giúp số mắt nha. Nha, tao kêu nó đi bắt số mắt cho tao, nó không chịu. Ở đây với con đỉ kia kìa. Kêu lấy Lâm, kêu được 1 triệu giùm đi, còn mấy sắp bán. Còn sớm mà chớp. Sớm mà. Còn sớm mà. Giờ mới 11 giờ, bao nhiêu, mấy 12 giờ. Mới có 9 giờ mấy à, mới 9 giờ 10 à. Sớm. Từ đi. Mới 9 giờ 10. Kêu cái gì hết trơn á. Hỏi mày. Trời ơi. Đi đái. Vô đái quay luôn chứ. Phải chừng rớt cái mít nha. Không thằng nào lấy là tao vô đái kìa vợ. Thôi, tao đi qua cần trai. Đi lộn, lộn nhà cậu chứ ơi.